mình thấy một người đàn ông làm lỡ, người ta đã nhận ra mình có tha thứ không? Dạ, là có. Có đúng không? Dạ, tại vì con cũng từng như vậy. Cũng làm lỡ luôn hả? Có Dạ. một anh nào đâu hả? Có, đây 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 Trời có, ơi. tôi thấy liền luôn. Nhưng mà không phải là làm lỡ mình đi sau, nhưng mà ý là làm lỡ nhưng mà sau đó là rút kinh nghiệm, xong rồi trưởng thành hơn, nên là À. suy nghĩ chín chắn hơn, rồi xong đó mình sẽ cẩn trọng hơn trong mối quan hệ tiếp theo. Còn bao lâu nữa thì em có thể sẵn sàng đón nhận được cuộc hôn nhân của mình? Dạ chắc cũng phải 3 đến 5 nữa. Em có thể thay đổi được cái mốc thời gian mà mình tìm hiểu được không? Mục đích em đến đây là em muốn sự là kiếm một người bạn đời tri kỷ, có thể cảm thông chia sẻ thấu hiểu với em, với lại cái thời gian này là cũng như là em muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi mà tiến tới cái quyết định đó là hôn nhân. Thì cái thời gian này em cũng vừa muốn là tập trung sự nghiệp mà vừa muốn dành thời gian tìm hiểu một người. Dạ em tên là Lê Thất Trùng Dương, năm nay em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung Khánh Hòa. Em đang làm ở đâu, làm việc ở Dạ đâu? hiện tại em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Đang làm công việc gì Lê Thất Trùng Dương? Dạ em làm nhân viên văn phòng của công ty giày da Thái Bình. Bữa nào coi tặng anh mấy đôi. Trời ơi, xinh xỏ quá trời Vô đất à. cái làm quen xin liền chứ. Rồi mình nghe về phần giới thiệu của cô gái nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Huỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào quý vị khán giả ở đây. Em tên là My, em 27 tuổi, em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc Dạ, gì? hiện tại em làm lý phát triển kinh doanh trong công ty đa quốc gia, em làm việc từ xa. À vậy hả? Ghê 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 chưa? Nhà gái làm công ty đa đa quốc gia luôn đó. Là nói được À, nhiều thứ tiếng lắm á. đúng rồi, phải không My? Em chỉ nói tiếng Anh. Em có ưu điểm khuyết điểm gì mà nói lớn cho nhà gái nghe đi. Dạ về phần ưu điểm của em thì em là một người hòa đồng Hòa và đồng. rất là vui vẻ với lại anh em bạn bè. Em Không. thì không thích gia trưởng. Dạ. Gì nữa? Dạ rồi em thích tham gia các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ hoặc là thể dục thể thao, và cái điểm ưu tiên mạnh của em thì em cũng biết nấu ăn. Nấu nhiều món không? Dạ cứ đi chợ về là có món gì là em biết nấu món đó. Hay Trời quá, ơi, thấy hay chưa? vậy. Thấy nhà trai tôi ghê, ghê, dữ 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 chưa? Mình là có khuyết điểm gì không Trùng Dương? Dạ có, em hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ ngày cũng không hết nữa. Quá nhiều ưu điểm nhưng cái khuyết điểm nó hơi nặng xíu. Dạ. Bỏ bớt bớt, thật ra lo sức khỏe cho em thôi ha. Dạ. Ông lâu lâu làm điếu hoa điếu cũng được nhưng đừng hút nhiều quá. Còn khuyết điểm gì nữa? Dạ có hình xăm. Ở đâu? Ở đâu kệ người ta. Xăm ở đâu? Được không? Dạ em xăm tay. Đừng có xăm chữ hận đời là được rồi. Dạ không có. Xăm chữ yêu đời thì không sao hết trơn. Cái khuyết điểm thứ ba của em là cũng là đã qua một lần lầm lỡ thì em mới buồn em mới đi xăm. Nặng không? Dạ nặng. Nặng hả? Dạ. Trời, nhưng quan trọng là nhận ra mình sai, mình sửa là nó tốt. Nhưng mà có con chưa? Dạ có một đứa con gái. Lớn chưa? Dạ năm nay 11 tuổi. 11 tuổi. Trời, nó Wow. cưới vợ sớm như trời. Cưới vợ năm bao nhiêu tuổi? Dạ em hoàn thành nghĩa vụ xong là 19 tuổi, em ra quân là 20. 20 lấy vợ luôn. Dạ. Trời ơi, lấy vợ hôm nay con 11 tuổi. Con nó lớn bằng con tôi luôn rồi. Thấy chưa? Tao nói lấy vợ sớm làm gì đời lời ru thêm buồn. Cố gắng nha chứ người hết hết chỗ xăm rồi. Nhà gái nghe chưa? À chào, chào cô Dạ, gái xinh đẹp. chào chú Linh. Mình thấy một người đàn ông làm lỡ, người ta đã nhận ra mình có tha thứ không? Dạ, là có. Có đúng không? Dạ, tại vì con cũng từng như vậy. Cũng lầm lỡ luôn hả? Có một anh nào đâu hả? Có, đây 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 Trời có, tôi thấy liền luôn. ơi. Thế là nhiều hình xăm lắm. Nhưng mà không phải là làm lỡ mà đi sau, nhưng mà ý là làm lỡ nhưng mà sau đó là rút kinh nghiệm, xong rồi trưởng thành hơn, nên là À, suy nghĩ chín chắn hơn, rồi xong đó mình sẽ cẩn trọng hơn trong mối quan hệ tiếp theo. nhưng mà xăm nhẹ nhẹ thôi ha. Người ta xăm dễ thương cũng chết Xăm luôn. dễ thương chứ. Gì vậy? dạ đây là cung sư tử, cung cung của con ý. Chị cũng cung sư tử á. Thì sao bà không xăm đi bà hai? Xăm chỗ khác. Thôi thấy chưa, cái đó là xăm nặng rồi. Mình là làm lỡ lần tức là qua chuyến đò đó hả? Dạ rồi. Có con chưa? Dạ con 5 tuổi. Bên kia 11. Bên này Con con. trai hay con gái? Dạ con trai. Ok rồi, bây giờ mình muốn có một người chồng tương lai thế nào? Mẫu người đàn ông mong muốn con là phải đàn ông chín chắn trưởng thành. Chín chắn trưởng thành, một mẫu hình của người đàn ông tương lai. Dạ ngoại hình thì tương đối là được, cao có thể là 1m7 Ừ, đúng mét không? bảy không gưng? Dạ mét 74. Bảy tư, trời ơi. Dư xăng.
Rồi sao nữa, muốn mập hay muốn ốm? Không mập cũng không ốm, bình thường. Bình thường, roi roi vậy. Có cái điểm nào không thích ở đàn ông? Dạ, tức là hút thuốc, bia rượu với lại lăng nhăng kia là cũng dạ. Mà nói dính cái nè. Nói chung đàn ông cũng hay hút thuốc chút xíu, nhưng quan trọng đừng hút nhiều quá thôi. À, dạ, nhưng mà được. Con ngửi cái mùi thuốc là không chịu được. Nếu mà người yêu mình ngửi mùi thuốc không chịu được á, thì mình nên bỏ luôn. Được không? Bỏ được không? Có lý do đó. Dạ được. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi mình ạ. Rồi, rồi, có chị Lan lo. Tùng Dương đi với ai? Dạ, em đi với em họ với lại hai anh cùng phòng với em. Lời đầu tiên xin chào hai MC dí dọng và dễ thương của chương trình. Chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Rồi, nhà trai thấy cô gái của chúng ta như thế nào ạ? Theo cái nhìn ngoại quan thì em thấy nhìn dễ thương. Có vẻ phù hợp với bạn Dương. Nhìn phía bên ngoài thôi, còn thực tế ra tí nữa khi mà gặp mặt á, Dương có thể hỏi đánh giá cái bên trong, rồi nếu mà thấy mà hợp thì nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Chắc khả năng hợp cũng 80% rồi. Hy vọng là Tết năm nay là hai đứa sẽ được nắm tay hẹn hò. Coi như là hai đứa có thể về quê thăm bên nội bên ngoại được ha. Mình mở rào cho hai mình gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu tới nhiệm vụ của em nhé, Trùng Dương. Dạ. Dạ, đúng rồi. Em có làm bánh dứa thì em tự làm cho em. Cảm ơn em nha. Nói trước đi, em cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm thấy em như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Dạ, cũng dễ thương. Em cũng dễ thương. Em quê ở Sài Gòn thôi. Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn. Dạ. Nãy người ta nói bánh ta tự làm đó, là mở ra ăn thử đi. Tấm lòng của người ta mà. Ăn thử cái còn nhiêu để tôi cũng được. Ủa, hết xin già rồi giờ tới xin bánh. Lâu lâu mới có dịp xin mà. Này em mời anh Việt Linh cùng thấy chưa? Nước với em nha. Tôi không nói nó cũng mời mà. Tính ra anh này cũng khéo léo lắm nè. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm cái trước thì còn nhiêu để tài hạ. Gia chủ làm trước cái đi chủ. Để em xin mời em dùng trước nha. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Nói về mình cầm cái hũ đi luôn ta. Sao thấy ngon không? Ngon không? Dạ, mùi vị bánh rất thơm mà cái nhân cũng rất là ngọt ngào. Dạ. Thì em mời anh Việt Linh nha. Rồi, cảm ơn. Trời như đó thôi. Hai đứa nói chuyện đi. Em muốn hỏi là định hướng tương lai của anh thế nào? Năm sau sẽ làm gì hay là có kế hoạch gì chưa? Anh thì cái công việc chính của anh á là chuyên về mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Là hồi trước ở quê thì anh là làm quản lý bar cà phê, nhưng mà sau cái thời gian dịch thì anh mới chuyển ra trong này anh làm. Thì hiện tại thì anh là từ người khổ đi lên, cho nên là bất kỳ công việc nào anh cũng làm được hết, không phải là dù cho cái môi trường giống như thế nào anh cũng thích nghi được hết. Cái nghề nghiệp của anh thì vẫn về cái mảng là dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Cái định hướng của anh thì sang năm thì anh về quê, về Nha Trang. Em cho anh hỏi một câu là trường hợp mà mình có thể đi tiến tới xa hơn nữa, đi tiến tới hôn nhân, thì em có thể là em đi cùng anh về miền Trung ở được hay không? Dạ, công việc của em thì làm từ xa hơn nên là em có thể làm ở đâu cũng được. Nhưng mà do là hiện tại là con em muốn đi học ở Sài Gòn nên là em chưa có sẵn sàng để em đi ra ngoài miền Trung. Nếu như mà mình đi tới hôn nhân được thì có thể chuyển khẩu con về đó được mà. Dạ, thường người ta chỉ có chuyển vào Sài Gòn chứ không phải chuyển từ Sài Gòn đi ra. Nếu mà có thể tiến tới hẹn hò hay hôn nhân thì anh có thể bỏ thuốc được không? Được, tại vì hiện tại bây giờ thì má gì rồi cũng hay khuyên bỏ thuốc đó. Ngoài thuốc ra thì mình còn có nhậu nhẹt hay là đi chơi đêm này kia? Nhậu thì anh cũng biết nhậu, nhưng mà anh chỉ nhậu đúng lúc và đúng cái trường hợp anh nhậu thôi. Những trường hợp bắt buộc anh phải đi thì anh
anh vẫn nhậu được, nhưng mà anh cái sở thích của trường quanh là không có nhậu, không thích nhậu. Em có nghe nãy anh nói là thích nấu ăn, là anh biết nấu ăn? Anh biết. Dạ. Em cũng làm được mọi món luôn. Em nấu ăn, làm bánh, nói chung là em cái gì em cũng làm được. Em cũng giống anh là em cũng đi từ khó khăn đi lên, em cũng tự lập từ bé. Nên là có thể là chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ và cảm thông với nhau được trong vấn đề đó. Nghề nào cũng vậy, quan trọng chúng ta yêu thương nhau thôi. Về đứa làm bánh, đứa nấu ăn, ngon lành luôn. Trời ơi, hết cái hộp luôn. Ngon, bánh rất là ngon. Hai bạn này rất là hợp với nhau. Khoảng bao lâu mình có thể bước tới được nếu chúng ta tìm hiểu nhau? Khoảng bao lâu nữa thì em có thể sẵn sàng đón nhận được cuộc hôn nhân của mình? Dạ chắc cũng phải 3 đến 5 nữa. Chị giữ vậy em. Dạ tại vì em đang muốn tập trung vào sự nghiệp chứ. Nhưng mà trong thời gian này thì có thể tìm hiểu được. Chúng ta hãy sát gần lại nhau, đưa hai cái tay bên kia đây. Nhìn thẳng mắt vào nhau để cái thời gian nó giảm chút xíu. Cảm giác nãy giờ nói chuyện với cô gái kế bên mình thấy thế nào? Hãy Trùng Dương nói cho cô ấy biết đi. Em có thể thay đổi được cái mốc thời gian mà mình tìm hiểu được không? Mục đích em đến đây là em muốn sự là kiếm một người bạn đời tri kỷ, có thể cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu với em. Với lại cái thời gian này là cũng như là em muốn tìm hiểu thật kỹ trước khi mà tiến tới cái quyết định đó là hôn nhân. Thì cái thời gian này cũng vừa muốn là tập trung sự nghiệp mà vừa muốn dành thời gian tìm hiểu một người. Nhắm mắt lại, cảm nhận xem trong thời gian qua, tuy ngắn như các bạn đã có một chút gì đó rung động từ trái tim của mình hay chưa. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao vậy? Tại vì em thấy đối phương có vẻ như là không có chơi hướng cùng em. Em cảm nhận được điều đó. Dạ gái. Dạ tại vì em thấy anh nhà nhà trai không phải cái đối tượng mà em mong muốn. Chúng ta thật lòng mình như vậy là tốt rồi. Em tên là Quỳnh Hiền Thi Diễn, em đến từ Quảng Ngãi và đang công tác làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên là Hoàng Anh Phi. Hoàng Anh Phi. Hoàng Anh Phi. Vâng. Đấy, tên ấn tượng nha. Em sinh năm 1992. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và hiện tại đang công tác tại Trung đoàn Không quân 95 sân bay Biên Hòa. Điểm yếu, điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em mọi người nói em đảm đang, hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu của em là chắc vì nhiệt tình với bạn bè quá nên thành điểm yếu. Nên nhiệt tình quá. Dạ, thường thường nhiệt tình quá thành bạn bè nó không có coi trọng mình, nó thành điểm yếu. Mình biết vậy sao mình không rút kinh nghiệm? Dạ mới rút kinh nghiệm đầu năm giờ. Có thể mình bị bạn bè lợi dụng không? Dạ ba mẹ nói là bạn bè có lợi dụng nhưng mình chơi bạn bè mình không có để ý đến chuyện đó. Nhưng người lớn thì nói chơi bạn bè lợi dụng thế. Vậy à. Rồi. Anh Quân Nhân, anh cũng phải giới thiệu điểm mạnh và điểm yếu của mình cho bạn gái bên này nghe. Dạ vâng. Về ưu điểm của em là thứ nhất là không hút thuốc, không cờ bạc và xảo gia. Và em thì hầu như cái gì em cũng biết, nhưng mà biết mỗi thử một chút thôi. Quân Nhân mà phải nói là tất cả mọi thứ gần như là hoàn thiện hết trơn, không lo điều đó. Thôi bây giờ mình nói tình yêu đi ha. Em trải qua mấy mối tình rồi? Về mối tình mà sâu sắc nhất thì em nghĩ là hai. Vâng. Chính hai mà cũng hai mối tình rồi ha. Bao lâu rồi em? Dạ mối tình cuối cùng của em chắc là cách đây chưa cuối cùng đâu em. Dạ. Mối tình này mới cuối cùng nè. Mối tình gần đây nhất. Gần đây nhất. Là cách đây cũng phải gần 4 năm rồi. À. Yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu nó chắc được khoảng hơn 2 năm. 2 năm cũng dài, nhưng lý do tại sao chia tay? Thì chắc là mình cảm thấy mình không hợp với nhau quá này. Không hợp về điều gì? Thì bọn em cũng là quân nhân thì cái thời gian dành cho nhau nó khá ít. Thứ hai nữa khoảng cách địa lý chỗ công tác của em bây giờ nó cũng xa, yêu xa nó hơi khó. Xa hơi khó. Vâng. Rồi. Mối tình thứ hai?
Có mối tình thứ hai đó. À. Là bây... dài nhất đó. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em mối tình chính thức thì chưa có. Chưa có. Chỉ có mối tình mà râu ria thì đấy. Râu ria là sao? Tức là người thích, người ta thích em. Rồi xong rồi họ không thích em nữa thì em quay lại người thích người ta. Rồi những mối tình mà người ta tới, người ta muốn tìm hiểu mình thì chị thấy lúc đầu thấy thích thích, xong rồi không thích nữa. Sao em ngộ vậy? Lúc người ta thích thì em không thích, người ta hết thích thì em thích. Bởi vậy é vợ chị. Em có rút ra được nguyên nhân là lý do tại sao mình tới giờ này mình vẫn chưa có một mối tình nào không? Tại vì em có tính em mà hay nhanh chán lắm. Hả? Hay nhanh chán lắm. Nhanh chán? Vâng. Chết rồi. Nhanh chán về gì em? Tình yêu á. Dạ, chị thích chơi bạn bè thích hơn. Vậy bây giờ thích lên đây làm chi? Rồi có muốn kiếm bạn trai không? Đó là quá khứ đó chị. À, quá khứ em phải nói rõ để anh bên kia anh hết hồn. Giật mình. Bây giờ là hiện tại muốn lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa? Chị muốn yêu thôi. Yêu thôi, bao chứ lâu giờ thì... muốn lấy liền đâu được. Đúng rồi, giờ ví dụ như yêu mà được tìm hiểu thì bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng năm. Một năm? Dạ. Vậy hợp lý rồi, tự nhiên em quất trường cái chị muốn... Chị hỏi rõ ràng. Ờ, trời ơi, khó quá, khó hơn anh bên kia nữa. Có nghĩa là bây giờ tìm người yêu, yêu một năm, tìm hiểu mới cưới, đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Rồi, nãy vấn đề anh quân nhân bên đây nói là có một mối tình ngày xưa yêu xa, đúng không? Xong rồi sao nữa chia tay của anh này? Mình không hợp thì... À, không hợp à? Yêu xa, xa là xa, xa nhiều không? Thì hồi trước lúc em còn học đại học á, thì em học ở Nha Trang. Còn người yêu của em thì đang làm việc và công tác ở Sài Gòn. Rồi. Vậy là xa rồi đó hả? Vâng. Vậy là xa lắm rồi đó. Rồi bây giờ này có xa không? Cái thứ hai là không đủ thời gian đi gọi là chăm sóc bạn gái, đúng không? Hai lý do đó hết sức là quan trọng. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ như em quen cô gái bên đây, rồi em có dành thời gian cho cô gái hay không? Cô này là cổ nhanh chán lắm đó, không chơi cổ là cổ chán đó nha. Về cái thời gian mà sau này có thể gặp bạn nữ bên này thì ngoài thời gian mình công tác thì những thời gian rảnh nếu mà ta đến với nhau thì chúng ta vẫn có thể dành thời gian để gặp. Em đang ở Biên Hòa hả? Dạ vợ. Em gái đang ở đâu? Dạ, Tân Phú. Xa không? Xa. Về khoảng cách thì nếu xa thì nếu mình yêu nhau thì không xa. Làm phòng không đúng không? Dạ, em ở không. Bấm nút bay luôn hả? Đi máy bay. Gần mà. Theo Biên Hòa bay xuống. Nói chơi vui chứ em, cái khoảng cách nó cũng rất quan trọng. Một chút xíu hai bạn sẽ nói rõ về khoảng cách này ha. Dạ, hỏi bạn gái nè, nếu mà em có ngại khi quen một anh quân nhân như vậy không? Dạ, em thích. Thích hả? Dạ. Tại sao thích? Dạ, từ nhỏ lớn là em chỉ thích công an, quân đội. Dạ. Hoài ha? Hoài. Nhỏ có đi thi, đại học thi rồi. Thi gì? Thi công an. Ủa vậy hả? Em á hả? Nhưng mà không được. Do gia đình có công cách mạng nên là lý lịch tốt nên ba mẹ thích. Vậy là hợp phải không? Vậy nhiều người nhiều khi nhìn thấy anh quân nhân cái thấy anh nghiêm quá mình sợ, còn em là cười nãy giờ chỉ thấy em cười tươi lắm. Em cũng nghiêm lắm đó chứ. Là thích lắm phải không? Rồi bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì con người em thích tự do lắm nên là em cũng thích người mẫu người bạn trai của em là không có quản em nhiều, mà yêu xa càng tốt vậy đó, yêu xa ít có quản. Trời đất ơi, rồi em quậy lắm hả? Không quản em quậy thì sao? Không, mình tự ý thức chứ chị. Mình tự ý thức chứ, là mình đó mình có người yêu rồi mình chỉ chơi trong cái phạm vi như thế nào, chứ còn có nhiều người cứ lúc nào có đi đâu em đi đâu vậy, rồi em làm cái gì, báo cáo tình hình, em không thích như thế nên là em chưa có người yêu rồi như thế. Có gần thích có người yêu nhưng mà vẫn muốn được tự do. Dạ đúng rồi. Bạn trai em thấy sao, quan điểm của cổ vậy em thấy sao? Em có em quản thấy... thúc cổ không? Em thấy cũng bình thường ạ. Cũng chả sao. Đúng rồi, cổ thích yêu xa để em khỏi quản lý cổ. Nhưng bây giờ quản lý dễ đúng không? Điện thoại này kia dễ. Bây giờ em mong muốn tìm người yêu như thế nào? Người yêu của em thì thứ nhất là người để là một người khá là vui tính. Vui tính. Dễ hòa đồng. Nãy giờ em thấy bên kia vui không? Thì lúc nãy em bảo thầy chị Cẩn Thường bảo là cô ấy cười suốt. Chắc không vui thì mới cười. Thì chỉ vui thôi chứ chưa chắc mọi người vui. Vấn đề là làm sao mọi người vui nữa. Chút xíu em sẽ gặp, em sẽ khai thác điều đó nha. Nhưng mà cụ thể là em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Đối với em thì người phụ nữ đấy chỉ cần là một người bình thường thôi, không cần phải là giống ai khác, mà các cái điểm là thứ nhất là về ngoại hình thì làm sao mà cân đổi với em một chút, thứ hai nữa là về tính cách thì vui vẻ hòa đồng, rồi thứ hai nữa là về nghề nghiệp thì cần công việc ổn định, và miễn là làm sao khi hai người yêu nhau thì có thể đến với nhau mà không có xảy ra các cái vấn đề khác là thoải mái rồi, không sao hết. Nhưng mà anh hỏi kỹ cái này nha. Dạ. Sĩ quan chuyên nghiệp á, tức là em ở tại đóng quân tại đó luôn, em không có được về nhà hay sao?
À, không, em là sĩ quan số, không phải là quân nhân chuyên nghiệp. À, sĩ quan số là sao? Là em bên chỉ huy kỹ thuật, chứ không phải là nhân viên khai thác ở khí tài. À, em là người chỉ huy. Chỉ huy? Vâng. Chỉ huy chuyên nghiệp hả? Tức là gọi là sao? Tức là quân nhân chuyên nghiệp là người trực tiếp khai thác các cái hệ thống ấy. À, còn em là người chỉ huy, tức là em sẽ quản lý toàn bộ hệ thống đấy, nhưng mà em chỉ việc ra lệnh chứ không phải là trực tiếp khai thác cái hệ thống. Em ra lệnh. Vâng. Ra lệnh xong em về. Xong em đứng đấy em quản lý chứ ạ. Ở đó quản lý luôn. Vâng. Một tuần em được về nhà mấy lần? Thì đối với bọn em đang độc thân thì bọn em phải ở tại đơn vị. Ủa mà trong chỗ của em công tác là có bạn gái không? Có con gái không em? Dạ, chỗ bọn em thì vẫn có nữ, nhưng mà chủ yếu là các cô cũng nhiều tuổi, chắc tầm khoảng 50-60 rồi hết. À, rồi em lo làm việc suốt vậy rồi bạn gái thì lại là mau chán rồi ham vui nữa, rồi em có ghen không? Em cũng bình thường, vì nếu người ta đã không thích mình thôi thì mình cũng chả có gì vấn đề gì cả. Còn nếu người ta đã thích mình rồi thì chả có vấn đề gì. Nhưng vấn đề về yêu nhau em dành thời gian một tuần được bao nhiêu ngày? Nghỉ phép được. Đối với công việc của em thì khá bận rộn, thì ngoài thời gian thực chiến của em ra thì có thể chủ nhật. Còn em làm từ thứ hai đến thứ bảy thì chủ nhật em được nghỉ. Còn những cái tuần nào mà em không trực thì cả cái buổi tối thì em vẫn có thời gian ra. À, tức rồi. Là vẫn đi ra ngoài được đúng không? Dạ vâng. Bây giờ trước khi chị qua coi coi mặt bạn trai bên đó thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở người đàn ông. Em á hả? À, đừng có mũi tịch. Hả? Đừng có mũi tịch. Hả? Mũi thấp á chị. Đừng có mũi tịch, trời ơi. Dạ. Đừng có mũi thấp. Dạ. Sao vậy? Miễn mặt ta hài hòa duyên dáng đẹp thôi chứ. Em đang muốn cải thiện nội giống mà. À, tại vì mình tịch cái mình không thích người ta tịch. Dạ. Rồi, gì nữa? Không thích mũi tịch. À, chắc bên đó mặt quân nhân hả? Cho nên chị nghĩ chắc là như vậy đó. Anh Linh anh nhìn anh mới biết là anh mới chào quân nhân đó. Dạ. Em hình dung ảnh đang như thế nào? Em tưởng tượng thì chắc cũng mới giống anh như này. Mấy ảnh nói khác kìa. Thì em hình dung trong đầu em hình dung ảnh như thế nào? Cao lớn, mập ốm, tướng tá ra làm sao? Chắc là tướng cũng chuẩn, tại vì quân đội mà. Cũng cao ráo. Còn đẹp trai thì chưa biết nữa. Em thích đẹp trai hả? Dạ, ai ra em thích đẹp trai chị. À, thích đẹp trai. Em có cái mẫu người đẹp trai, em mẫu người như thế nào không? Mẫu em hả? Em thích như diễn viên Hàn Quốc chứ đó. Đó là thích không nha chị, thích thôi. Mình chỉ thích. Dạ. Rồi bây giờ em nhìn, thí dụ em nhìn hết mấy anh ngồi dưới này nè, là em nhắm cái anh bên này nè, là giống cái tướng á. Chưa nói cái mặt nha, cái tướng á giống anh nào dưới này. Đó, anh em coi nguyên cái hàng dưới trên này nè. Ấy là em muốn hả chị? À, em muốn, em nghĩ anh bên này là giống như anh nào như cái dạng này. Cái hàng đầu tiên đó, anh thích anh nào? Anh thứ hai trong ngoài đem vô. Đúng rồi, hả? Anh thứ hai. Từ đâu? Ngoài đem vô. Ngoài đem vô. Em á, em đứng lên cho cổ coi cái đi. Đó. Anh này giống em không? Khác hả? Khác nhiều không? Anh bên đây anh xin thông báo là sao khác anh bên kia, hơn anh kia về sao. Oh, rồi cảm ơn. Thứ hai, tóc anh này ít hơn anh kia. Cái thứ ba, mũi anh này bằng mũi anh kia. Được không em? Nghe anh Linh diễn tả cho thấy được không? Dạ được. Để chị qua coi thử nha. Dạ. Rồi anh bên này cũng ngon, đẹp trai lắm mà. Ồ, khác dưới kia thiệt nha. Khác nhiều. Em chắc ngồi chỗ nhiều hơn ha. Không, em đi nhiều chưa? Đi nhiều hả? Vâng. Thấy có vẻ dư ký vậy. Mặt mày dễ thương ha, mũi hơi cũng đỡ tịt hơn bên này. Tịt là sao? Bây giờ nếu mà được á, cô này cũng muốn một năm là đám cưới. Thì ý em sao? Nếu mà mình tìm hiểu thấy hợp lý. Đối với em thì nếu mà hợp lý thì mình thích thì mình cưới thôi. Em đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Có gì để chuẩn bị đó. Hả? Tâm lý ra không? Tâm lý gì, lấy vợ là phải đủ thứ nữa chứ, tự nhiên tâm lý không thì là sao được. Ngoài tâm lý và vật chất đó thì vật chất em mình thiếu mình có thể mượn được không? Mượn ai? À, mượn anh em trong đội đồng chí, tất cả mọi người. Ủa cho không? Ủa mấy anh có cho mượn gì không vậy? Trời ơi sướng quá ha, trời làm trong quân đội sướng ghê vậy đó. Được mượn. Vâng. À rồi, bây giờ nếu lấy nhau về thì vợ ở đâu? Dạ. Thì trước tiên thì mình chưa có nhà cụ thể thì mình có thể thuê nhà. Hiện bây giờ em ở trong cơ quan luôn hả? Dạ vâng. Chưa thuê nhà? Mình phải ở trong kia, độc thân phải ở trong nhà. Nhưng mà rồi có cho đem vợ vô đó không? Vào chơi được ạ, chứ ngủ lại cũng được. À có nghĩa là nếu lấy vợ là phải thuê nhà ở ngoài. Dạ vâng. Là em có được về nhà ngủ không? Dạ, tất nhiên là thời gian nghỉ thì mình vẫn được về chứ ạ. Ủa là hằng ngày ví dụ làm việc sáng chiều là tối có về nhà ngủ không, hay là tối cũng vẫn phải ở trực? Nếu mà mình trực chiến thì mình phải ở lại, mình không được về. Còn làm việc bình thường giờ hành chính thì mình được về nhà. À. Tức là giờ hành chính thôi, còn ngoài giờ làm việc mình muốn đi đâu mình đi.
Nhưng mà giờ anh độc thân thì phải ở trong cơ quan. Vậy thôi. Hồi nãy hình như anh Linh anh chưa có hỏi cái em có cái tật xấu gì không? Chị chưa có nghe luôn á. Tật xấu của em ạ? Ừ, hay có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì về tính cách là em thuộc dạng là vô cảm. Trời ơi. Lên đây em tìm bạn gái mà em nói em vô cảm chết rồi em. Vậy sao chị cứu em nổi? Vậy em muốn có vợ không? Có sao thế em thật vậy? Ờ, nó thật mà. Nhưng vô cảm với những cái điều gì? Em cũng bình thường thì những cái gì mà em chú ý thì mình sẽ để tâm vào, còn những cái gì ví dụ như mình đi trên đường ấy, những cái gì xung quanh không liên quan đến mình thì không để gì đâu. Trời đất ơi. Nó cũng là tính cách. Phải để ý chứ em. Không, giống như trong công việc thì em chỉ để công việc thôi, mình không để những thứ xung quanh. Dù mình chạy xe ngoài đường mà tự nhiên bạn gái mình có thằng nào chở chạy kế bên thì mình có để ý thấy không ta? Người vô không. Cảm thì chắc không thấy luôn quá. Vô cảm đi luôn. Ừ. Ủa sao thấy cô nào quen quen đi một đoạn mới sực nhớ chết rồi vợ mình. Có vậy không em? Cái này em chưa gặp này em chưa biết. Em làm chịu hoang mang rồi đó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Người phụ nữ mà chảnh hay là thường thường mà hay cáu gắt ở trong gia đình ấy, em không thích. Chảnh với cáu gắt hả? Thôi để chị về chị coi cổ sao nha. Em nhìn chị sợ quá à. Nãy giờ em nghe anh nói không em? Có. Anh hơi vô cảm. Em thì mau chán. Chị biết cuộc mối tình này đi về đâu nữa. Chị lo quá. Mời thôi, anh Linh qua. Không, coi mà nói tính cách thì thôi. Chứ gặp tình yêu sao chuyện vô cảm được đúng không em? Rồi, để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Ồ, cảm gái. Xinh quá. Anh ấy là người Nghệ An. Dạ. Em thấy nãy giờ giọng nói của anh sao? Em nghe vậy trơn á. Không nghe gì hết trơn. Sao vậy? Vậy em người Quảng khó nghe chứ tiếng mày đó lắm chị. Nãy em nói cái mũi tiệt là hiểu rồi đó. Người một người vậy nói giọng Quảng, người nói giọng Nghệ An là hai người không hiểu nhau luôn á. Dạ đúng rồi. Thôi kệ khỏi hiểu đi cưng. Nhìn mặt nhau được rồi. Rồi bây giờ nãy giờ em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Hơi khô khan xí. Hơi khô khan đúng không? Dạ. Hình như trong cái môi trường quân đội á, nó đúng là cũng hơi khô khan chút xíu. Thì chính vì thế mà anh mới nhờ đến bạn muốn hẹn hò này. Nhưng mà chính những người như vậy rất là tốt em nha. Nghiêm chỉnh, chung thủy, kỷ luật sắc luôn á. Chung thủy không? Không biết à. Chung thủy đó. Có không? Có đó. Có không? Anh? Trời ơi. Thử coi. Mà ra mắt mấy anh rồi mà chia tay thử coi. Chết mấy anh đừng nói. Có người yêu thôi mấy anh cũng đã xử trước rồi đúng không mấy anh? Kỷ luật sắc mà đừng có lo. Ha? Dạ. Lo nha. Hơi hoang mang. Em nghĩ sao chuyện vô cảm đó. Vô cảm nó có nhiều ý đó mình ơi. Lỡ đâu mà anh đi với mình mà anh đi có tiếng không nói tiếng nào đúng mà vô cảm đó. Cái đó mới có đâu. Vậy tới chuyện đó được. Đi với một cô gái xinh đẹp như em thì chắc chắn không bao giờ anh vô cảm được. Rồi, ok. Bây giờ là mình hỏi ý kiến người thân đi. Để mình bây cho giờ, hai bên gặp mặt thôi ha. Ưu tiên nhà gái trước đi, nhà trai đông quá à. Em hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị em với em của em. Chị ruột hả? Dạ không, chị họ với em. Em họ. Rồi, đâu cho chị gặp chị của. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em của chị Diễn. Em là em hả? Dạ. Rồi. Cho em nhận xét về anh thì cũng to con. Nhưng chị thích thì mũi anh cao rồi đó. Không có tiệt ha. Thì em thấy ảnh cũng nói chung là em... Nói đại đi em, đừng có sợ gì hết, nói đại. Cảm nhận sao? Nói vậy đi, không sao đâu. Nói đại đi, trời ơi. Bên đây chị phải không? Dạ. Rồi chị nói đi, chị mạnh dạn hơn em. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Dạ, cháu là em của chị Diễn. Thêm, cháu thấy thì anh bên này là khá phong độ đẹp trai, có mũi cao là cải thiện nội giống tốt rồi đấy. Rồi sao nữa? Sao nữa thì tí nữa chắc hai chị gặp nhau rồi, chắc là tí nữa gặp nhau rồi chị sẽ có cái nhìn nhận khác em. Trời, hai cô em này chắc thấy bên đây anh mấy anh quân đội nhiều quá, mấy em lo, mấy em mắc cỡ, mấy em ngại phải không? Hai em có bạn trai chưa? Rồi, có sếp của bạn rồi sao? Anh để em hỏi cái hai em này có bạn trai chưa?
Hả? Chưa luôn hả? Mấy anh quân đội để ý luôn nha. Anh quân đội, mấy anh quân đội em, anh nào chưa chưa có bạn gái giơ tay lên, chưa có gia đình giơ tay lên cho các tường coi cái coi. Ở đây nhiều người đang đang xem chương trình, nhiều khi là chọn mấy anh luôn á. Đâu đâu anh nào chưa có bạn trai, chưa có bạn gái giơ tay lên giùm cái coi. 1 2 rồi sao giơ lên gì mà chưa gì bỏ xuống, chưa có lệnh mà. 1 2 3 4 5 anh kia mà giơ có nửa chừng vậy, giơ cao lên. Rồi. Rồi. Nhìn hai cô bên đó nha, dễ thương lắm luôn á, mấy anh mạnh dạn lên nha. Rồi bây giờ mình hỏi xin mời một anh bên đi kia đi ha. Dạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và bên nhà gái. Thì hôm nay rất vui có chỗ đồng chí Phi được tham dự chương trình Bấm Muốn Hẹn Hò. Thì trước tiên thì đồng chí Phi thì là một người trong đơn vị thì rất là vui tính, hòa đồng. Nhưng mà theo như đồng chí ấy nói thì là một người vô cảm với một số trường hợp. Cái này thì có thể sửa được, bởi vì gặp bạn nữ bên này thì chắc là sửa được thật. Rất là tốt, bởi vì bên này bạn nữ rất là xinh xắn và là giáo viên thì người ta thường nói bộ đội và giáo viên là rất là phù hợp. Thì có thể giúp đỡ đỡ đần cho nhau trong mọi tình huống có thể tốt. Thì về bạn nữ thì rất là vui tính, có thể là theo như bản thân tôi thấy thì rất là phù hợp với chỗ đồng chí Phi. Thì hy vọng thì có thể nên duyên. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ hai bạn kéo màn lên nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo màn lên. Kéo màn. Rồi, mời các bạn. À, chúng ta trò chuyện với nhau đi. Chào em. Dạ bình thường thôi. À, trước tiên thì em lúc nãy em có thầy là em bảo là em rất thích quân nhân. Dạ. Bây giờ em như thế anh em thấy như thế nào? Thích rồi đấy. À, xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Bình thường thì anh bảo anh vô cảm thì chỉ là vô cảm ở những nơi xung quanh thôi. Dạ. Còn đối với những người thân hoặc là đồng đội đồng chí trong đơn vị thì anh rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nếu sau này mà em là người thân của anh chắc không có vô cảm đâu. Em cũng mong vậy. Hai nữa là thực chất về khuyết điểm của anh nữa là bình thường gặp người lạ anh rất là ý nói. Dạ. Phải là những người như nào gọi là mình bắt được sóng với nhau ấy thì mình bắt đầu có thể nói nhiều nữa và trao đổi với nhau. Có đem thiết bị rà sóng theo không? Rà dạ. Rà thử coi có vô sóng không? Dạ không, cái đấy là về quân sự mình không được đi theo. Trời ơi, tôi nói đang rà sóng cảm xúc ông ơi, thiệt tình em chậm quá à. Rà sóng đây có sóng chưa nè, hiểu không? Em thì em phát rồi mà không biết người ta có bắt hay không. À, có nhận được tín hiệu gì chưa em gái? Dạ, sắp sắp rồi đó chị. Bây giờ anh biết nhậu không anh? Nhậu nhẹt gì đứng lên. Cơ hội. Nắm tay coi có điện có truyền qua chưa, bắt sóng đi. Em. Rà cái đài số mấy đó, thông báo đi. Nhìn nhau em. Em. Nhìn nhau đi. Cảm thấy như thế nào? Dạ bình thường. À, bình thường. Anh thấy run lắm. Tay cổ sao? Dạ. Tay cổ sao? Dạ. Rồi các bạn về vị trí ngồi đi. Được rồi đó. À, nắm tay nhau chút xíu để cảm nhận coi cái dòng điện thế nào ha. Rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện. Mời các bạn. Em em thì anh ở Nghệ An rồi anh có ở đây anh làm việc này luôn hay có về quê không? Không, nhà anh thì ở ngoài quê nhưng mà hiện tại thì anh công tác ở đây luôn rồi. À, sao mà sẽ sinh sống ở tại đây luôn? Vâng. Dạ, do Nghệ An xa quá. Thì Quảng Ngãi cũng cách Nghệ An tầm khoảng hơn 600 cây thôi mà. Dạ, do mẹ em á, ba mẹ em là hồi kia nói đùa là chỉ cho từ Đà Nẵng đi vô thôi, không có cho từ Đà Nẵng đi ra. À. Vậy giờ đúng là mẹ nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Trời trao chưa? Trao rồi đó. Trao rồi hả? Ồ, mừng. Thì coi như ghét từ Đà Nẵng đưa vô là được rồi. Tiếp nha, mạnh dạn lên em. À, anh có thích, anh biết nhậu không? Bậy, xuống bậy, bấm chứ. Nhậu thì chắc chắn đàn ông thì phải biết nhậu rồi. Dạ, vậy được rồi, em chỉ biết, chỉ thích đàn ông, thích nhậu rồi. Ủa? Dạ. Vì về nhậu ba em được chứ còn nếu mà không biết nhậu thì phải qua vòng của ba em nữa. Nhậu thì anh nhậu được nhưng mà anh không có thích nhậu lắm. Dạ. Phải làm việc chứ. Thế bây giờ em ở đây một mình hay là ở người thân xong anh? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ, em ở trọ một mình thôi. Em từ giờ ít thích ở với người khác lắm.
thích mình tự do vậy đó. Hồi nãy em nói rồi, em là người thích người tự do, thích đi đi thích về về thôi, chứ giờ có người ở chung là nó nhiều cái bắn cấn lắm. Rồi mốt ở với chồng rồi có cấn không? Dạ chồng khác chị. Rồi nếu như đồng ý hẹn hò thì các bạn hẹn hò như thế nào, thử đưa ra một kế hoạch đi. Như nãy em nghe anh nói là công việc của anh làm từ thứ hai thứ bảy, chủ nhật em rảnh, em cũng như thế thôi. Do em dậy tối em phải dậy ở trung tâm 9 giờ em mới xong, rồi em cũng có thời gian để đi chơi nữa. Thế là công việc chính bây giờ em dạy dạy về cái dạ. gì? Là em bên chuyên sư phạm địa, nhưng mà em đang địa. Dạy trung tâm là em dạy toán với văn. Ồ thế thì giỏi quá rồi. Dạ. Nên là em đi làm sáng là em dạy tới 9 giờ tối đó, em không có thời gian. Thế mà 9 giờ tối thì đâu có thời gian để mình đi đâu nữa. Dạ đúng rồi. Trăng còn... à, chủ nhật thì sao? Dạ thì đó em mới nói là em tương xứng với ảnh là bữa chủ nhật em rảnh. Do em đi làm thì các ngày trong ngày á thì làm sao cũng được hết á, nhưng cuối tuần là em phải rảnh, em đi chơi. Em không có làm cuối tuần được. Thì chắc cũng có thời gian là chủ nhật mình có thể gặp nhau thôi. Ừ. Dạ. Còn nếu anh có thời gian công tác ở Tân Sơn Nhất thì anh cũng có thể qua thăm em được. Dạ. Tân Nhất gần em à? Nếu chủ nhật hẹn hò đâu? Chủ nhật hẹn hò thì hẹn hò làm sao? Dạ. Ở đâu? Hẹn hò thì mình có nhiều chỗ để hẹn hò ạ. Ví dụ như là công viên, khu du lịch các kiểu. Em rất thích đi du lịch nên mình có thể đi phượt một ngày được. Ý là Biên Hòa hay thành phố? Dạ chỗ nào cũng được, miễn là mình cảm thấy mình thích là mình có thể đi thôi. Vậy anh cùng sở thích với em rồi đấy. Giờ em hỏi cổ coi, nếu như mà mình tiến tới hôn nhân đó thì cổ có chịu đi về Biên Hòa sinh sống với em không? Em hỏi thử coi. Thế thì... có một chút điện rồi mình thừa thắng xong lên đi. Trời ơi, tập trung tình cảm, cảm xúc vô. Nếu mà sau này chúng ta có thể là tiến tới xa hơn nữa, em có đồng ý là về Biên Hòa cùng sinh sống không? Nếu về Biên Hòa là anh phải nuôi em đó. Nuôi thì anh nuôi được thôi, nhưng mà dạ, quan trọng chứ, là... chứ do công việc của em về Biên Hòa tức là em thất nghiệp đó. Thất nghiệp thì mình có thể xin lại từ đâu mà? Dạ thì đó, từ đấy bắt đầu từ đầu đó, làm lại từ đầu ở Biên Hòa đó. Nhưng em trước kia là em cũng có quan điểm là bây giờ em không có ổn định, tức là em không có chọn nơi nào để em dừng. Bao giờ em có chồng tức là chồng theo em theo đó đó. Nuôi nổi không em? Dạ. Nuôi nổi không? Về nuôi sống thì bình thường thôi, em có thể nuôi được. Nhưng mà để mà cuộc sống dư giả thì em không dám khẳng định. Còn nuôi sống thì bình thường, sao cũng được. Em phải trả lời dứt khoát với cổ chứ. Nếu mà sau này ấy, em có thể làm dâu ở Biên Hòa ấy, thì về cuộc sống anh có thể lo cho em ăn uống bình thường và cuộc sống tốt. Còn về các cái khoản khác, ví dụ như là để đời sống mình cao hơn nữa thì anh không dám khẳng định, nhưng mình có thể sống tốt hơn. Dạ. Và dư giả hơn so với bình thường, vì em biết là lương của quân nhân chả có bao nhiêu đâu. Dạ đúng rồi. Còn cái thời gian này mình làm thêm thì cũng chả có. Thì chắc cũng cuộc sống của mình chắc cũng nó đủ thôi. Quan trọng là em có bằng lòng như vậy không thôi. Dạ em thì em chỉ quan niệm sống đủ được rồi. Vì dư giả thì mình chỉ sống đủ cuộc sống mình thôi, chứ còn tiền cũng đâu có chết mang ra từ đâu. Trời ơi hay quá vậy. Nói vậy thôi, nhưng mà có khó khăn thì anh em có nhiều nguồn để mượn lắm, em cũng đừng dạ. lo. Ông bây giờ nè, bạn dù có vô cảm khô khan gì không cần biết, nhưng lên đây trước một cô gái xinh đẹp như thế này, cô ta nói sẵn sàng theo bạn đi Biên Hòa luôn, thì bạn phải nói một câu gì hết sức tình cảm. Hiện giờ cảm xúc trong lòng mình như thế nào? Nếu mình thích, mình hãy nói vài câu tỏ tình với cổ, thể hiện sức mạnh của một người đàn ông. Nhìn thẳng vào mặt cổ và trả lời và tỏ tình với cổ. Văn em kém lắm, em chả biết tỏ tình. Văn kém cũng phải nói. Em nói sao? Nãy giờ em suy không cần phải tỏ tình, em suy nghĩ sao trong tận đáy lòng của mình, em cứ nói thật là được rồi. Nói thật cái tình cảm của mình ấy thì nếu em có tình cảm với anh ấy thì sau quá trình hẹn hò đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm nữa. Mà nếu chúng ta có thể hợp nữa thì chúng ta có thể tiến xa hơn. Dạ. Bạn gái thì thấy như thế nào? Dạ thì cứ theo lời anh đi chị. Rồi. Khu này khu dễ quá vậy. Dễ. Hôm nay em gặp một đối tượng rất là dễ thương, rất là xinh nha. Mà cũng rất là dễ luôn đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhấn nút là trao cái duyên cho nhau đó nha các bạn. Một lần trao duyên nó rất là quan trọng đấy. Nào. Một. Hai.
3. Hết thời gian. Cười tươi quá ha. Sao mà làm trong quân đội mà người ta đếm có 2 mà bấm nút rồi. Hiệu lệnh người ta 3 mà đếm có 2 anh bấm nút rồi là sao? Em sợ nút nó hỏng.